Nếu cảnh sau cả nhà nhé. Và có khách Văn Linh chốt cái tốt cổ ngày hôm nay này, yêu cầu là chia sẻ cái hoa giấy Kim Bắc này, phần chậu đây đáng chụp này, tiện chia sẻ cho cả nhà biết nhé. Chậu giá rẻ luôn đấy, cây này là cao 1m9, bán thì 1m7. Đây là cây thuần chậu răm răm dày lắm. Đây. Vành chỗ này nhá các bạn nhá. Đây vành chỗ này là 60 này. Đấy, 60. Đấy. Lên chỗ thoát lên chỗ cho là chia cảnh như là 60. Gốc này. Già lắm nhá, thuần chậu. Và cái này cắt đi chơi rậm cũng được, như là cây này tháng 8 hoa Tết mà. Đây, cái này. Đây. Cái rậm nó đang rất dày nhé các bạn nhé. Đây, đó, rậm này. Đấy, cái này là đây, khi đây chơi một thân nhưng chia đôi có cái tay này nó uốn rất là nghệ thuật này. Cái rậm này. Đây nó hơi lũa tí nhá, cái này lũa này, lũa này, mặt bên kia có một lũa khô đây, tay cành nhá, tay cành thì nó dày di dày dít rồi, cái này là cắt tỉa đi chơi răm cũng được, mùa hè này chưa cắt, Tết. Đây cảnh nó dày lắm, không nhìn thấy gì nhưng lại cái là rất là dày răm này. Đây nó có cái lũa đó này. Đây cái chỗ này lũa như lũa đặc xịt các bạn nhé. Nó có vẹt này, khô nhé. Cây đều thuần này, đấy. Đấy. Rất là dày. Tổng cây này. Hai ngày nay mình cũng không tưới nên nó héo héo lá rồi. Cái chậu này, đây cái chậu 1m1 rồi các bạn nhé, cái chân nhé, chậu đường kính 1m1. Bây giờ chỉ biết chia sẻ thế thôi vì tay răm nó dày quá nên chưa cắt được. Vâng, khách yêu cầu quay kỹ hơn để ấy ạ, để khách chốt đấy. Cây hoa giấy đang trực hay quá. Anh nhá, coi nào em để khách Bắc Linh lên thì chốt thì tiện này lấy cái này ship luôn cả hai chậu xuống thì vừa đẹp cây túc cái này ở dưới. Quay đến thế là kỹ lắm rồi nhé, quay thế nào hơn nữa.